Chúng ta tiếp tục quay trở lại với giải bóng chuyền xóm Lương Tiến, xã Phú Tiến mở rộng tổ chức giải chào mừng ngày lễ 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Trước mặt chúng ta đang theo dõi là trận thi đấu giữa hai đội xóm Thượng thuộc xã Yên Đổ, huyện Phú Lương gặp các vận động viên Bục Nhiêu thuộc huyện Định Hóa. Và ở bên kia sân, phía bên phải màn hình quý vị đang theo dõi là các vận động viên xã Bục Nhiêu, huyện Định Hóa. Và bên trái phía màn hình quý vị đang theo dõi là các vận động viên xóm Thượng, xã Yên Đổ thuộc huyện Phú Lương. Cả hai đội đều mang trang phục áo màu tím than. Và các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ đã ghi được điểm số đầu tiên. Tiếp tục điểm cho xóm Thượng Yên Đổ 2-0. Một pha chân bóng rất hay của các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ, điểm 3-0. Bóng chạm lưới, điểm 4. Điểm 4-0 cho xóm Thượng Yên Đổ. Điểm 5-0 cho xóm Thượng Yên Đổ. Một pha phát bóng ra ngoài của số 1 xóm Thượng Yên Đổ. Điểm đầu tiên cho Nhiêu. 1-5. Bóng thẳng tay ra ngoài. Điểm 6-1 cho xóm Thượng Yên Đổ. Bóng không qua lưới, điểm 7-1 cho Yên Đổ. Pha bỏ bóng không thành công của các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Điểm 27 cho Bục Nhiêu, Định Hóa. Bóng không qua lưới. Điểm 37 cho Bục Nhiêu, Định Hóa. Phát bóng không thành công. Bóng ra ngoài sân. Điểm 8-3 cho Yên Đổ. Một pha ghi điểm thành công của các vận động viên Bục Nhiêu. Điểm 4-8. Không qua lưới nhỉ. Điểm rút ngắn xuống 5-8 cho Bục Nhiêu, Định Hóa. Liên tiếp là những điểm số mà các vận động viên Bục Nhiêu đã ghi được. Và khoảng cách lúc này chỉ còn 2 điểm. Điểm 6-8 cho Bục Nhiêu, Định Hóa. Trọng tài xác định điểm cho Bục Nhiêu, Định Hóa trong tình huống bóng vừa rồi. Một pha tấn công bóng rất hay của các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Điểm 9-7. Ở bên phải là các vận động viên xóm Chú thuộc xã Bục Nhiêu, huyện Định Hóa
Và ở bên tay trái chúng ta đang theo dõi là các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ Phú Lương. Và điểm số đang là 17. Thế trận đang tạm nghiêng về các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Rất cố gắng cứu bóng nhưng không thành công. Điểm cho Bục Nhiêu Định Hóa 80. Rất hay, điểm 11-8 cho xóm Thượng Yên Đồ. Bóng ra ngoài. Điểm 9-11 cho Bục Nhiêu. Chân bóng thành công. Điểm 12-9 cho xóm Thượng Yên Đồng. Sau pha bóng vừa rồi, các vận động viên của Bục Nhiêu đã có thêm một điểm. Điểm trên sân lúc này đang là 13-10. Đang tạm thời nghiêng về các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Bóng ra ngoài. Điểm 14-10. Thời tiết trên sân lúc này khá nắng và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của trận đấu. Bóng ra trên sân. Điểm 11-14 cho Bục Nhiêu. Một pha tấn công bất ngờ của các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Điểm 15-11. Pha cứu bóng rất tốt của các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Bóng vẫn còn trên sân. Rất hay. Điểm 16-11 cho xóm Thượng Yên Đổ. Các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ rất cố gắng và nỗ lực ở những pha bóng vừa rồi. Bóng ra ngoài sân. Điểm 17-11 cho các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ. Một pha tấn công rất tốt của Bục Nhiêu. Điểm rút ngắn xuống 12-17. Bóng chạm lưới. Điểm 18-12 cho Yên Đổ. Có vẻ như các vận động viên của Bục Nhiêu Định Hóa đã rất bối rối ở những pha bóng vừa rồi. Họ chưa tìm được những kết quả tốt nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trận gian tiếp đánh bóng không qua lưới. Điểm 19-13. Tấn công. Sau pha bóng vừa rồi, các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ đã có được điểm số 19-14. Trận bóng thành công. Điểm 20-14 cho Yên Đổ Phú Lương.
chắn bóng hay. Điểm 21-14. Xin chúc mừng các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ Phú Lương. Họ đã giành chiến thắng xa, cách xa trước đối thủ xóm Chú của Bục Nhiêu Định Hóa với kết quả 21-14 ở set đấu thứ nhất. Và cái đội xin tạm nghỉ phút để tiến hành thi đấu ở set đấu thứ hai. Và sau thời gian tạm nghỉ giai hiệp, cái đội tiếp tục quay trở lại sân để thi đấu set đấu thứ hai. Trận đấu giữa xóm Chú Bục Nhiêu gặp xóm Thượng Yên Đổ Phú Lương. Và set đấu thứ nhất, các vận động viên Yên Đổ Phú Lương đã giành chiến thắng trước Bục Nhiêu Định Hóa với tỷ số 21-16. Và đây là diễn biến của set đấu thứ hai. Và ở set đấu thứ hai, các vận động viên Yên Đổ sẽ ở bên phía bên phải sân, quý vị đang theo dõi. Và bên trái quý vị đang theo dõi là các vận động viên của xóm Chú Bục Nhiêu. Cả đội đều mang trang phục áo màu tím than. Và xóm Thượng hiện đang ghi được 2 điểm ở set đấu thứ hai ngày hôm nay. Ở bên kia sân số 2 cũng đang diễn ra trận giữa Bảo Linh và Quy Kỳ, diễn biến rất kịch tính ở trận đấu thứ 3. Và điểm số ở trận đấu thứ 3 giữa Bảo Linh và Quy Kỳ đang là 11-7, đang tạm thời nghiêng về Bảo Linh. Và quay trở lại với diễn biến của trận đấu giữa xóm Chú Bục Nhiêu và xóm Thượng Yên Đổ. Điểm hiện tại đang là 3-2 nghiêng về xóm Chú Bục Nhiêu. Bục Nhiêu của Định Hóa và xóm Thượng Yên Đổ của Phú Lương. Bóng vẫn còn trên sân, bóng ra ngoài. Điểm 4-2 cho Bục Nhiêu Định Hóa. Cả đội xin tạm dừng hội ý. Điểm hiện tại đang là 5-2 nghiêng về các vận động viên Bục Nhiêu Định Hóa. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết, cả đội tiếp tục quay trở lại thi đấu. Bóng ra ngoài, bóng chạm tay ra ngoài. Điểm 3-5 cho xóm Thượng. Điểm cho xóm Thượng 4-5. Bóng không qua lưới. Điểm 6-4 cho Bục Nhiêu Định Hóa. Điểm cho Yên Đổ Phú Lương 5-7. Sau quả bóng ra ngoài vừa rồi, điểm cho Bục Nhiêu Định Hóa 8-5.
một pha bỏ bóng thành công của các vận động viên Bục Nhiêu Định Hóa. 9-5. Trọng tài xác định điểm cho Bục Nhiêu Định Hóa. 10-5. Rất đáng tiếc. Pha bóng ảo vừa rồi, các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ đã có thêm một điểm. 6-10. Điểm trên sân lúc này đang là 11-6. Thế trận vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên Bục Nhiêu Định Hóa. Số 3 của Bục Nhiêu Định Hóa phát bóng không qua lưới. Điểm 7-12 cho Yên Đổ Phú Lương. Và ở bên sân số 2, diễn biến của trận đấu giữa Quy Kỳ và Vinh đã kết thúc. Phần thắng thuộc về Quy Kỳ 15-14. Và ở trên sân lúc này, Bục Nhiêu Định Hóa vẫn đang dẫn trước đối thủ xóm Thượng Yên Đổ Phú Lương 13-8. Điểm cho Yên Đổ 9-13. Ngoài điểm 10-13. Bóng ra ngoài. Điểm 14-10 cho Bục Nhiêu Định Hóa. Các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ đã rút ngắn được điểm số 11-14. Rất cố gắng, bóng vẫn còn trên sân. Và tấn công bất ngờ, chặn bóng ra ngoài. Điểm 12-14. Khoảng cách này chỉ còn 2 điểm. Rất đáng tiếc, các vận động viên của xóm Thượng Yên Đổ đã phát bóng không qua lưới. 15-12. Bóng ra ngoài. Tiếp tục điểm cho Bục Nhiêu Định Hóa 16-12. Bóng ra ngoài, phát bóng ra ngoài. Điểm 13-16 cho Yên Đổ Phú Lương. Chắn bóng ra ngoài. Điểm 17-13 cho Bục Nhiêu. Điểm 18-12. Xin lỗi, điểm 18-13 cho Bục Nhiêu Định Hóa. Ồ,
Điểm 10-18 cho Yên Đổ Phú Lương. Một pha chấn bóng ghi điểm 19-14 cho Cục Nhiêu Định Hóa. Điểm rút ngắn xuống cho xóm Thượng Yên Đổ 15-19. Rất hay. Điểm 16-19. Và liệu rằng với điểm số hiện tại thì các vận động viên xóm Thượng Yên Đổ Phú Lương có thể lội ngược dòng được hay không? Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Điểm tại đang là 16-19. Điểm 20-16 cho Bục Nhiêu Định Hóa. Bóng ra ngoài. Điểm 17-20 cho Yên Đổ Phú Lương. Và sau pha bóng vừa rồi, trận đấu ở trận đấu thứ hai đã kết thúc. Điểm 21-17, phần thắng nghiêng về các vận động viên Bục Nhiêu Định Hóa ở trận đấu thứ hai. Cái đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và chắc chắn sẽ phải tiến hành thi đấu ở trận đấu thứ ba. Và chúng ta tạm nghỉ ít phút để tiếp tục quay trở lại sân thi đấu để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ ba giữa Yên Đổ Phú Lương gặp Bục Nhiêu Định Hóa.